trăm mấy hả? Mua cũ hay mua mới đây? Ghê, hay chơi đồng quê luôn hả? Mét 7 rồi, phải không? Còn bạch tuộc đâu, không mang ra. Sao cầm không nổi? Cái bịch nó bị mất rồi. Này phải đâm nữa rồi. Người ta sao không vô ruộng đâm, tự nhiên đi đâm dữ. Sao không mua cái cuồng, cái cuồng quấn. Hết tiền rồi. Dây này hơi căng rồi nha. Dây VIP á. Đồng quê. Áo đồng quê. Ồ, con bò. Con trâu. Thấy chưa? Đi xa lắm nha mọi người. Đó, đi xa lắm. Thấy chưa? Ồ. Cái gì vậy? Lèo cao hả? Lên đi. Chạy. Thả dây. Cái này phải lấy chai nhựa cho nó dễ quấn. Ồ, cái cù này chắc thả tới mấy trăm mét luôn hả? Coi diều kìa, không chịu lo coi. Từ từ đó, gió đó, thả. Gió là gì? Gió qua bên đây thì gió lắm mà ta. Tị ngày chứ. Ồ, đúng đồng quê luôn ha. Đúng đồng quê luôn. Ngay chỗ thả, ngay đúng ngay chỗ con trâu luôn mới ghê chứ. Lên rồi. Từ từ, chưa có lên cao. Rớt giờ. Ý, 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 ý. Cẩn thận. Đó, lên rồi. Thả nữa đi. Rồi vô đó neo kìa, chứ neo đâu. Xa dữ hả? Neo đi. Có biết cách neo không? Ghê ta. Đang neo ngay cây tre.